chưa start nào cái. À. Tôi vừa mới nói cái chữ là buy popular demand đó, chữ là như thế này nè, popular nhé. Popular demand. Tại mình tình cờ học nói cho tôi không có ý định dạy chữ này. Thấy không? Popular demand có nghĩa là do sự yêu cầu của đa số. Đó, chữ đó mình gọi là popular demand. Đấy, ca sĩ thích ca sĩ đó hát quá. Thành ra mời cô ca sĩ đó hát hay ông đó hát do sự yêu cầu của nhiều người thì cái đó gọi là popular demand. Đọc với tôi, popular. 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 Demand. Popular demand. Popular demand. Tức là do sự yêu cầu của nhiều người. Nhiều khi mình cần tới cái chữ đó mà mình không biết nói sao, phải không? À, by popular demand, do sự yêu cầu của nhiều người á. À, do nhiều người yêu cầu by popular demand, bữa nay tôi ra tôi cống hiến quý vị bài hát này. So I sing you this song. Cho nên tôi hát bài hát này cho quý vị, thấy không? By popular demand. Ok, thành ra cái chữ popular demand đó là mình nhân thể đây thì mình học luôn cái popular demand. So they because by popular demand they want you. Saturday you come, they will flock around you for one group, okay? Okay. À, đó là by popular demand. And also they come here on Thursday for you too, next Thursday, okay? Thứ năm tuần sau hả? Tới năm tuần 6 giờ tới 8 giờ. Ai tới được thì tới, không có ép nhé. Tới được tới học với ổng. Ổng dạy giỏi đó. I'm not going to be here this Thursday. This Thursday is okay? No. I know. Next, you mean the coming? The Thursday after this Thursday. Cho nên khi mà nó nói là next, thì nó có sợ, nó sẽ hiểu lầm là cái thứ năm này. Chứ next của họ. So next means that after this week, right? Next means this coming. When you say... This Thursday means this week, next Thursday means the following. All right. This Thursday là thứ năm này, thấy không? Mà khi nó nói chữ next Thursday tức là thứ năm tuần sau. Rõ chưa? This khác mà next khác hả? Tôi ghi nó lên luôn. This. À, đó, ví dụ như là mình có ngày Thursday nhé. Thì này rất Thursday mà cái Thursday kia đó thì cái Thursday này của mình nó thành là this, thấy không? Mà cái Thursday này nó thành là next. Ok. Thế thì tôi làm như vậy là bởi vì tôi muốn ôn lại cho quý vị cái tuần lễ đó. Yeah. Hồi nãy có một lớp tôi dạy về cái tuần lễ. Nhiều người thích lắm. Nên ngày Thursday là ngày thứ mấy? Thứ năm. Mình người Việt Nam mình hạnh phúc. Mình biết ngày thứ năm. Mình dòm tới thứ năm rồi mình biết còn có hai ngày đã là hết tuần. Đúng không? Chứ người Mỹ, người Tây nó không được hạnh phúc như mình có cái thứ năm đâu. Nó phải kêu là Thursday, ngày chủ nhật của mình á. Thế là mình có ngày thứ gì? Thứ hai, phải không? Trước Thursday thì mình có gì? Wednesday, đúng không? Wednesday, phải không? Alright. Trước Wednesday thì gì? Tuesday. Tiêu, nhớ mình ăn hột tiêu đó. Đọc là tiêu là đúng rồi. Đọc là Tuesday. 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 Tiêu tùng đó, thấy không? Còn cái này là Thursday. Khát nước, first là khát nước đó, thirsty đó. À, hồi nhỏ tôi học vậy tôi mới nhớ được, không tôi hai cái gì nó cứ giống nhau à. Thành ra một bên này là tiêu tùng, một bên này là ăn tiêu, bên này khát nước, hiểu không? Nên là Tuesday. Tuesday. Thursday, nha. Yeah. Rồi mình có Tuesday, Wednesday, Thursday, rồi mình có cái gì? Trước này là Monday. Monday. Right. Rồi mình có cái này Friday là thứ sáu, rồi mình có gì? Saturday là thứ bảy. Thế đây là Sunday là chủ nhật, thấy không? Thế là đây số 1. Ngày thứ mấy? Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Và thứ bảy, thấy không? Người Việt Nam mình được sung sướng lắm, mình nói tôi gặp anh ngày thứ hai nha. Tức là mình biết là ngày thứ hai. Ngày thứ năm là mình thấy con số năm. Chứ Mỹ với Tây ăn lê nó không có con số trong đầu nó.
Ngày đó là cái ngày Sunday, là ngày thờ mặt trời, sun là mặt trời. Cho nên nếu mình là người Mỹ mà nói tôi ngày nghe hẹn em ngày mặt trời, chứ không phải hẹn em ngày Chủ nhật buồn, thấy không? Anh hẹn có cái bài hát gì đó, anh hẹn em cuối tuần để gì cuối phố gì đó về. Nhớ không? Thật ra mình nói là anh hẹn em ngày thờ mặt trời, Sunday mà. Tại vì cái gốc nó như vậy lâu rồi, 2000 năm, gần 2000 năm nay người ta đổi ra như vậy, cho nên mình bây giờ mình bị theo Tây đó, cho nên mình mới có cái tuần 7 ngày, chứ dân mình làm gì có tuần 7 ngày. Tuần của người Việt Nam mình hình như 10 ngày mà, phải không? Mình có thượng tuần, hạ tuần, trung tuần rồi gì đó rất, nhớ không? Một tuần của mình đâu có 7 ngày đâu, Tây qua mình mới có 7 ngày thôi chứ, thấy không? Cho nên mình có cái tuần lễ. Cho nên á là Sunday, đọc với tôi Sunday. Monday. Monday là ngày thứ hai, thấy không? Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. And Saturday. Đó này, Saturday mình ở bên Mỹ này, mình thường thường mình thấy mình đi mấy cái bảng, mấy cái tiệm nó treo bên Mỹ, nó kêu nó treo chữ Saturday á. Nó kêu nó viết là Sabado, quý vị có thấy không? Sabado. Sabado. Cái thứ ngày thứ bảy nó kêu là Sabado. Sabado. Sabado nó ra từ tiếng gốc tiếng Do Thái là Sabbath. Sabbath là ngày ngày thứ bảy, ngày yên nghỉ. Sabbath. Đó, Sabbath. Chữ Do Thái Sabbath. Sabbath là ngày nghỉ. Đó, gọi là ngày nghỉ. Chữ Sabbath có nghĩa là nghỉ của người Do Thái. Thì tại sao ngày mình kêu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mình lại kêu ngày Sabbath? Thấy không? Tại vì mình lấy theo cái kinh của người Tin Lành dịch ra. Họ dịch chứ đấy, họ dịch ngày đó là ngày ngày thứ bảy thì nó là ngày nghỉ thôi. Nhưng mà họ kêu ngày Sabbath, thành ra người Mỹ, người Mỹ kêu là Sabado, thấy không? Nhưng mà mình có cái này là ngày Sunday, là ngày mặt trời. Có cái ông mặt trời. Sunday. Là ngày Monday, ngày mặt trăng. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hình như là ngày này ngày thờ cái ngày cái thờ mà cái hành tinh Saturn Day đó. Cái hành tinh mà nó có cái vòng trăng lớn như vậy. Còn cái này là Tuesday, tôi vẽ đi trái tiêu cho dễ nhớ, mấy hột tiêu của mình á. Mấy hột tiêu cho mình để đọc đừng có lộn ha. Nhớ Tuesday ha. Rồi ngày này nó là khát nước quá rồi, cho ăn cái ly đi. Rồi cái ly nước này ha, ngày này khát nước. Rồi cho cái ly nước, dễ sơ sơ cái miệng khát này. Cái miệng khát này là khát quá là khát, ơi là khát. Ok. Ô thầy cho thầy làm thủ vệ. Mắt khát quá, trợn mắt lên uống. Thursday rồi có tới ngày Friday là ngày khỏe rè rồi. Ngày khỏe rè rồi, thấy không? Ai tới ngày thứ sáu mình thấy khỏe không? Khỏe lắm, tại sao mình được? Và cái ngày thứ bảy là ngày mình nghỉ. Đó. Chứ mình đâu nghỉ ngày Chủ nhật, mình ngày thứ bảy là nghỉ rồi. Thành ra mà cái ngày Saturday đó là ngày nghỉ. Thì khi mà theo như Thánh Kinh ghi á, thì là trời tạo thiên lập địa trong 7 ngày. Thì Thượng Đế dựng 7 ngày, tạo thiên lập địa thì dựng nên 6 ngày. Thì ngày thứ 7 thì Thượng Đế nghỉ ngày đó. Cho nên ngày đó gọi là ngày Sabbath. Đó, ngày yên nghỉ. Làm cái gì làm, một tuần lễ, ráng nghỉ một ngày. Tại vì xe hơi mà mình chạy hoài nó banh máy không? Xe hơi mình chạy hoài nó banh máy chứ, mình cũng vậy chứ. Làm việc 7 ngày thôi mà mình làm hơn 7 ngày nữa thì đâu bằng. Phải có nghỉ ngơi, đúng không?